Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Hello everyone, how are you today? I'm very happy to see you again in this video. And in today's video, we continue Unit 3, Community Service. And welcome back to Vijay's channel, and my name is Thuy. In today's lesson, we learn lesson A Close Look 2, The Past Simple. Xin chào tất cả các bạn. Và cô rất là vui khi gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video này thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục unit số 3 cùng với cả Việt Jack và cô Thùy nhé. Và cụ thể hơn, trong bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ được học bài A Close Look 2. Chúng ta sẽ học về The Past Simple. Thì gì các bạn nhỉ? Thì quá khứ đơn các bạn nhé. Ok, so without further ado, let's start. Mình vào bài luôn nhé. Đầu tiên, cô sẽ cho các bạn... Các bạn cũng đã được học trước đó về thì quá khứ đơn rồi, đúng chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút cách dùng và dấu hiệu nhận biết những cái time expression của thì quá khứ đơn các bạn nhé. Grammar, đúng không? Rồi ok, trước khi vào làm những bài tập của ngày hôm nay thì các bạn nhớ cho cô những cái về cách dùng và time expressions của thì quá khứ đơn các bạn nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy mình có là gì nhỉ? We use the past simple to talk about completed action in the past. Ok, các bạn nhớ cho cô nhé. Mình sẽ dùng thì quá khứ đơn để nói về cái gì các bạn nhỉ? Completed action in the past có nghĩa là gì nhỉ? Một hành động làm sao? Một hành động đã hoàn thành ở trong quá khứ. Đúng chưa? Nhớ cho cô nhé. Thì quá khứ đơn dùng để nói về những hành động đã được hoàn thành ở trong quá khứ. Đúng chưa? Rồi ok, đó là cách dùng. Và cái quan trọng đây này, hãy nhớ cho cô time expressions của thì quá khứ đơn nhé. Bởi vì khi mà các bạn làm bài tập chia động từ á, đúng không? Thì mình sẽ dựa vào những cái dấu hiệu nhận biết của thì để xác định xem đó là thì gì. Đúng chưa? Thì những cái time expression ở đây chính là cái dấu hiệu nhận biết cho các bạn nhé. Ok, về thì quá khứ đơn thì các bạn đã thấy mình có là yesterday, ngày hôm qua, đúng không? Mình có last rồi cộng với cả một danh từ. Ví dụ mình có last month là tháng trước, đúng không? Mình có last week, tuần trước, last year, năm trước, đúng không? Cái từ last rồi cộng với cả một danh từ có nghĩa rằng là những khoảng thời gian trước đó, đúng chưa? Khoảng thời gian trước đó nhá. Hoặc là mình sẽ có cách diễn đạt là 3 weeks ago, 3 tuần trước đó. Ago thì sẽ phải đặt sau những cái cụm chỉ thời gian, đúng chưa? Mình có 3 weeks ago là 3 tuần trước, đúng không? Hoặc là mình có 2 days ago, 2 ngày trước, 5 months ago, 5 tháng trước. Hoặc là 4 years ago, 4 năm trước. Đúng chưa? Nhớ nhá. Last thì sẽ cộng với cả một cái danh từ, đúng không? Danh từ chỉ thời gian. Còn no ago thì sẽ đứng sau những cái cụm, những cụm số lượng rồi cộng với cả thời gian, cộng với cả danh từ, những cái danh từ chỉ thời gian. Mình có 3 weeks ago, đúng chưa? Và cuối cùng là in. In cộng với cả một cái năm ở trong quá khứ, đúng không? For example, this year is 2022, right? So 2021 is a past time. Đúng chưa? Vì bây giờ thì là năm 2022 rồi, đúng không? Thì chứng tỏ năm 2021 của mình sẽ là thì quá khứ. Đúng chưa? Các bạn nhớ nhận cho cô nhé. Tất cả những hành động mà các bạn đã làm trước cái thời điểm hiện tại, bạn làm xong trước cái thời điểm hiện tại rồi, thì mình sẽ đều là thì quá khứ đơn. Nhá. Rồi, ghi chép cho cô thật là kỹ hai cái phần này vào. Nhá. Bởi vì dựa vào hai cái phần này, các bạn có thể làm được những bài tập sau đây. Đúng không? Đầu tiên, mình có activity number 1. Circle the correct answers to complete a sentence. Bạn sẽ chọn đáp án đúng nhé. Bài rất là đơn giản thôi, đúng không? Tuy nhiên, trước khi vào làm bài này thì cô yêu cầu các bạn, trước khi chọn đáp án đúng, cô yêu cầu các bạn hãy gạch chân cho cô dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn ở trong bài này. Hôm nay mình học thì quá khứ đơn, chắc chắn những bài tập của mình sẽ thì quá khứ đơn, đúng không? Tuy nhiên, cô có thêm một nhiệm vụ nữa cho các bạn, là hãy gạch chân cho cô những cái cụm thời gian để thể hiện đây là thì quá khứ đơn, các bạn nhé. Và đừng quên một cái quyển sách 360 động tác bất động từ bất quy tắc ở bên cạnh mình để xem, để tra xem cái động từ này nó là thì, nó là động từ có quy tắc đấy, chỉ cần thêm đôi ed hay là bất quy tắc nhá. Rồi ví dụ number one, ok, number one các bạn nhìn cho cô, dấu hiệu nhận biết của chúng ta sẽ có last spring, đúng không? Mình có last spring là mùa xuân trước đó, mùa xuân năm trước, đúng chưa? Rồi ok, quá khứ đơn của chúng ta sẽ là grew các bạn nhá, grew. Đúng chưa? Ok, tiếp theo. À, câu này có nghĩa là gì nhỉ? Green school, green vegetables for an orphanage
last spring. Nghe trường trường Green đúng không? Đã trồng rau cho một trại trẻ mồ côi vào mùa xuân năm trước. Yeah. Tiếp theo number 2. Number 2 các bạn thấy mình có dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn là gì nhỉ? À, đúng rồi, a month ago. A month ago, một tháng trước. Đúng chưa? Thì mình sẽ chọn là gì nhỉ? A collected. Children collected plastic bottles for recycling a month ago. Bọn trẻ đã gì nhỉ? Thu lượm những cái vỏ chai nhựa để tái chế vào một tháng trước. Đúng chưa? Rồi, number 3. Number 3 mình có dấu hiệu nhận biết là gì nhỉ? À, last summer. Đúng chưa? Vì vậy câu số 3 mình sẽ chọn là taught. Nhớ nhá, quá khứ của từ teach là taught nhé. We taught English to children in a primary school last summer. Đúng chưa? Chúng mình dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ ở trường tiểu học vào mùa hè năm trước. Đúng chưa? Rồi, number 4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn của number 4 chính là last winter. Mùa đông năm trước, đúng chưa? Thì các bạn nhớ quá khứ của make sẽ là made, đúng không? Chúng ta sẽ có cụm là our school club made gloves for old people in nursing homes last winter. Đúng chưa? À, mình có là gì nhỉ? Câu lạc bộ của trường chúng tôi, đúng không? Đã làm những cái bao tay, gloves là bao tay, đúng không? Cho người già ở trong viện dưỡng, ở trong viện dưỡng lão vào mùa đông năm trước. Đúng chưa? Rồi, number 5. Number 5 dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn của mình chính là last month. Là gì nhỉ các bạn nhỉ? Tháng trước. Đúng chưa? Ok, quá khứ của reuse. Reuse có nghĩa là tái sử dụng các bạn nhé. Reuse đúng không? Thì sẽ là reused. Đây là từ có quy tắc. Thì chúng ta sẽ chọn là we reused portals to have the environment last month. Đúng chưa? Tháng trước chúng tôi đã tái sử dụng những cái chai, đúng không? Để có thể giúp bảo vệ môi trường. Yeah. Rồi ok, bài tập số 1 rất là đơn giản để cho bạn làm quen với cả các dấu hiệu nhận biết và cho các bạn một số những cái từ, đúng không? Những cái từ này ở trong kỳ quá khứ đơn nó là có quy tắc hay là bất quy tắc nhá. Yeah. Rồi ok, thế thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục với cả một bài complete the sentences with the past simple form of the given verbs. Bài tập tiếp theo đó là bài chia động từ. Đúng các bạn. Ở bài tập này thì các bạn nhớ nhá, mình cũng vẫn sẽ tìm cho cô những cái time expressions of the past simple trước nhá. Các bạn sẽ tìm cho cô những cái từ chỉ thời gian của từ quá khứ đơn trước, sau đó mình hãy vào làm triệu từ nhá. Rồi, hãy pause màn hình lại một chút đúng không? Và tự làm nhá. Sau đó hãy check đáp án cùng với cô Thùy nhá. Rồi ok, với câu số 1 các bạn sẽ thấy mình có keywords của thì quá khứ đơn, mình có last year, năm ngoái đúng không? Các bạn còn nhớ cái từ quá khứ của take là gì không? Quá khứ của take là chính là took, đúng chưa? Rồi ok, tiếp theo mình sẽ có number 2 này. Number 2 keywords của mình chính là gì nhỉ? In 2015, đúng không? Vào năm 2015. Bây giờ đang là năm 2022 rồi. Thì in 2015 của mình chính là a past time, chính là một khoảng thời gian ở trong quá khứ, đúng chưa? Mà đây các bạn nhớ mình còn làm một dấu hỏi chấm nữa, là câu hỏi nữa. Thì mình sẽ phải làm gì nhỉ? Đảo trợ động từ did lên trước chủ ngữ, đúng không? Vì vậy câu số 2 mình sẽ có did teenagers join lending hand in 2015, đúng chưa? Ok, đằng sau trợ động từ did thì động từ của mình sẽ ở dạng nguyên thể, chỉ là join thôi các bạn nhé. Ok, number 3. Number 3 dấu hiệu nhận biết thời gian của quá khứ đơn ở đây chính là last summer, mùa hè năm trước. Đúng chưa? Thì vì vậy câu số 3 chúng ta sẽ có là gì nhỉ? We helped the elderly in a village last summer. Đúng chưa? Rồi ok. Mùa hè năm trước thì chúng tôi đã giúp đỡ những người già ở một ngôi làng đấy. Đúng chưa? Ok, number 4. Number 4 dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn của mình chính là từ last year các bạn nhé, năm trước, năm ngoái đúng không? We sent, các bạn nhớ cho cô nhé, quá khứ của send là sent đúng không? We sent textbooks to help children in a rural village. Năm trước thì chúng tôi đã gửi sách giáo khoa để giúp đỡ những các bạn nhỏ ở một ngôi làng ở vùng quê. Đúng chưa? Rồi, number 5. Number 5 dấu hiệu nhận biết thì của mình chính là last winter, mùa đông năm trước, đúng chưa? Thì mình sẽ có cái từ volunteer là động từ có quy tắc, mình đã gặp ở trước đó rồi đúng không các bạn?
đúng không? Thì mình sẽ có Tom volunteered to teach English in our village last winter, đúng không? Tom tình nguyện dạy tiếng Anh ở làng của chúng tôi vào mùa đông năm trước. Đó, đúng không? Rồi ok, thế thì bây giờ khi mà các bạn làm bất cứ một cái bài tập triệu từ nào nhá, kể cả khi mà đề bài người ta không chỉ ra cho mình là không chỉ điểm đích danh là mình phải dùng thì nào, thì các bạn sẽ luôn luôn làm một nhiệm vụ cho cô, đó là mình sẽ gạch chân những cái từ chỉ thời gian trước để mình xác định xem đây là thì gì, đúng không? Sau đó hãng chia, như thế thì sẽ không bao giờ sai nhá. Rồi ok, mình sẽ tiếp theo đến với bài tập số 3 nhá. Bài tập số 3 sẽ khó hơn một chút, mình sẽ không được cho động từ trước nữa, mà các bạn sẽ có một cái hộp gồm có 5 động từ, đúng không? Các bạn sẽ đọc câu lên làm sao mà mình phải cái động từ đó phải hợp nghĩa với câu đó. Rồi ok, và có một điều rất là quan trọng nữa là các bạn thấy ở đây người ta không chỉ định mình là chia động từ theo cái thì nào, đúng không? Có nghĩa bây giờ các bạn sẽ phải xác định thêm cái câu đó ở cái thì nào nữa, đúng chưa? Đó, mình sẽ có 3 nhiệm vụ, đúng không? Đầu tiên là xác định động từ cần ghép vào đây là gì, thứ hai là xác định thì, và cuối cùng là chia động từ với cả chủ ngữ và thì thích hợp nhá. Rồi ok, bài tập này sẽ hơi khó một chút nên là các bạn sẽ dừng video lại cho cô khoảng chừng là 10 phút và hoàn thành cho cô 5 câu này nhá. Rồi ok, và khi mà làm xong thì hãy quay trở lại với cô nhá. Đầu tiên bây giờ mình sẽ phải xác định xem động từ thích hợp là gì, đúng chưa? Thì như các bạn thấy ở đây mình có từ food là thức ăn. Thức ăn thì với cả động từ mình cho đây chỉ có từ cook là thích hợp thôi. Cook food là nấu ăn mà, đúng không? Và ở đây các bạn thấy mình sẽ có thêm một cái từ chỉ thời gian là every Sunday, có nghĩa là chủ nhật hàng tuần, đúng không? Khi mà mình dùng là every cộng với cả danh từ, đúng không? Thì chắc chắn đây là thì gì các bạn nhỉ? Thì hiện tại đơn, đúng không? Cái việc cứ lặp đi lặp lại cứ mỗi chủ nhật là mình làm đấy, thì hiện tại đơn nhá. Thì ở đây mình sẽ có danh từ sẽ là động từ của chúng ta sẽ chia đúng là gì nhỉ? The club members cook food for patients every Sunday, đúng chưa? Các thành viên của câu lạc bộ làm sao nhỉ? Nấu ăn cho các bệnh nhân vào chủ nhật hàng tuần, thì hiện tại đơn các bạn nhá. Rồi tiếp theo number two ở đây mình sẽ có là trees là cây, đúng không? Cây ở trong sân chơi thì cây ở đây thì mình chắc chắn cái động từ đi cùng sẽ là plant, tưới cây, đúng chưa? Và quan trọng nữa ở đây mình có last month là thì quá khứ đơn, đúng chưa? Thì quá khứ đơn. Và đây còn là một câu hỏi nữa, vì vậy câu số 2 của mình sẽ là gì mới đúng nhỉ? Phải mượn trợ động từ did, đúng không? Did you plant those trees in the playground last month? Đúng chưa? Tháng trước cậu có tưới những cái cây ở trong sân chơi không? Đúng chưa? Đó, nhớ xác định dấu hiệu thì nhá. Tiếp theo number 3. Number 3 mình có rubbish. Rubbish ở đây cũng chính là rác các bạn nhé. Thì rác thì mình có cái động từ là gì nhỉ? Pick up, rác. Đúng chưa? Và quan trọng ở đây mình có now. Now các bạn còn nhớ là mình sử dụng thì gì không? Thì hiện tại tiếp diễn, đúng không? Vì vậy câu số 3 của mình sẽ là gì nhỉ? Lick and his friends are picking up rubbish on the beach now. Đúng không? Nick và các bạn của anh ấy đang nhặt rác ở trên bãi biển, đúng không? Bây giờ Nick và các bạn của anh ấy đang nhặt rác ở trên bãi biển, đúng chưa? Rồi với câu số 4 các bạn sẽ thấy mình có cái gì là plastic bottles là các chai nhựa, đúng không? Thì mình sẽ có là recycle, tái chế những chai nhựa, đúng không? Câu số 4 này các bạn thấy là cái vế mà mình cần phải chia thì nó lại không có cái dấu hiệu nhận biết thì nào cả. Tuy nhiên dựa vào vế sau các bạn thấy này, mình có gì nhỉ? And now he has some nice vases, đúng không? Và bây giờ anh ấy có những cái bình đựng hoa rất là đẹp, những cái bình rất là đẹp, đúng không? Thì cái hành động kia, hành động xảy ra rồi, hoàn thành rồi thì hiện tại mình mới có cái gì, đúng không? Đúng không? Thế mình phải có dựa vào gì nhỉ? Tom đã tái chế, đúng không? Quá khứ, đúng không? Tom đã tái chế những cái chai nhựa và bây giờ anh ấy có những cái bình rất là đẹp. Đã tái chế thì mình sẽ động từ thì quá khứ đơn, mình có là Tom recycled the plastic bottles and now he has some nice faces. Yeah. Rồi ok, đó có những câu mà mình sẽ phải dựa vào câu sau hoặc là mình đọc câu đó lên, mình dựa vào ngữ cảnh. Các bạn nhớ chứ không phải câu nào cũng có dấu hiệu nhận biết thì rất là rõ ràng. Đúng chưa? Rồi với câu số 5. Với câu số 5 mình có từ cuối cùng thôi, đúng không? Books thì chính là read, đọc sách, read books, đúng không? Và ở đây mình có dấu hiệu nhận biết thì là often, thường xuyên. Thì gì nhỉ? Hiện tại đơn nhá. Mình sẽ gọi là we often read books to old people in nursing home.
đúng chưa? Chúng tôi thường đọc sách cho người già ở trong viện dưỡng lão, đúng chưa? Rồi ok, hơi khó hơn các bài khác một chút các bạn nhỉ, nhưng mà cũng không khó lắm, các bạn vẫn làm được, đúng chưa? Rồi ok, mình sẽ đến bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 thì sẽ là gì nhỉ? Write complete sentences from the prompts. Các bạn sẽ hoàn thành cho cô, viết những câu sau thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ gợi ý nhé. Rồi ok, để viết câu hoàn chỉnh thì các bạn nhớ mình vẫn phải có là gì nhỉ? Mình phải xác định được đâu là chủ ngữ động từ, đúng không? Tân ngữ thành phần còn lại. Và quan trọng là động từ ở thì nào, đúng chưa? Câu này là câu khẳng định, phủ định hay là nghi vấn, đúng không? Ok, bài này thì cô sẽ cho các bạn 10 phút để hoàn thành nhá. Sau đó quay trở lại và chữa bài cùng với cô nhá. Rồi ok. Rồi ok, câu số 1 nhá. Câu số 1 các bạn thấy mình có last year là dấu hiệu của thì quá khứ đơn rồi đúng không? Ở đây mình có chủ ngữ là our club và động từ là donate. Thì động từ mình phải chia sao cho phù hợp với cả thì và chủ ngữ đúng không? Thì câu số 1 mình sẽ có là gì nhỉ? Last year our club donated books to children in rural areas. Đúng không? Năm trước thì câu lạc bộ của chúng tôi đã quyên góp sách cho những bạn trẻ ở vùng nông thôn. Đúng chưa? Rồi, number two, các bạn thấy ở đây mình có a week ago là thì quá khứ đơn đúng không? Nhưng một điều rất là quan trọng đó là có dấu hỏi chấm. Đây là câu hỏi. Đúng chưa? Thì các bạn nhớ phải mượn trợ động từ của câu hỏi là did đặt lên đầu câu nhá. Vì câu số 2 đúng của mình sẽ là gì nhỉ? Did children send you thank you cards a week ago? Đúng chưa? Bọn trẻ đã gửi cho bạn cái thiệp cảm ơn vào một tuần trước chưa? Đúng chưa? Nhớ nhá, phải xác định xem mà. Mình xác định thì rồi, xác định chủ ngữ rồi, động từ rồi. Nhưng quan trọng đây là phải xác định xem nó thuộc cái câu gì nữa các bạn nhá. Rồi, number 3 mình sẽ có là I taught two children in grade 2 last summer. Mình có last summer, quá khứ đơn. Vì vậy phải là từ teach thì phải chuyển thành taught. Đúng chưa? Rồi, number 4 mình có last spring. Last spring là mùa xuân năm trước đúng không? Cũng là quá khứ. Thì mình sẽ có là last spring we helped the elderly in nursing home. Đúng không? Mùa xuân năm trước chúng tôi đã giúp đỡ những người già ở trong viện dưỡng lão. Chưa? Rồi câu cuối cùng cũng là một câu hỏi. Đây là một câu hỏi về từ hỏi how. Đúng không? Nhưng mà bà mình có last year là năm trước. Đúng không? Và khi mà câu hỏi thì mình có từ hỏi rồi. Nhưng mà mình vẫn phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ, đúng không? Thì câu số 5 này, câu đúng của mình vẫn sẽ phải là how did you have people on flooded areas last year? Flooded areas mình gọi là khu vực phải hứng chịu bão các bạn, đúng không? Rồi, ok. Thì câu số 5 của mình sẽ là gì nhỉ? Last year, năm trước, quá khứ đơn, đúng không? Năm trước bạn đã giúp đỡ những người ở khu vực bão, lũ như thế nào? Giúp đỡ ra sao? Cái hỏi là hành động của mình đấy. Đúng chưa? Rồi ok, bài này cũng không phải là quá khó đúng không các bạn? Rồi, mình sẽ đến với cả phần cuối cùng nhé. Activity number 5, working pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his project in 2015 and 2020. Đúng chưa? Rồi ok, bài tập số 5 này các bạn sẽ làm việc theo cặp đôi nhé. Và mình có được cung cấp thông tin là Tom thì là làm ở trong hội chữ thập đỏ, The Red Cross mình gọi là hội chữ thập đỏ các bạn nhé. Look at the fact sheet, các bạn hãy nhìn vào cho cô những cái bảng thông tin ở dưới đây và hỏi Tom về những cái dự án mà bạn ấy đã làm vào năm 2016 và không năm 2020 nhé. Mình sẽ có ví dụ như sau. Một bạn sẽ đóng vai là Tom và một bạn sẽ đóng vai là Lan nhé. Ví dụ Tom sẽ giới thiệu là I'm from the Red Cross, I work on the Half Lonely People project in 2016. Lan sẽ hỏi là what did you do? Thế bạn làm gì ở đấy? Đúng chưa? Tom sẽ trả lời là we have 200 lonely people. Chúng tôi giúp đỡ 200 người cô đơn, neo đơn. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, Lan sẽ, bởi vì vẫn còn hành động khác đúng không? Thì khi các bạn muốn hỏi là còn gì nữa không, mình cho là what else nhá. Lan sẽ hỏi là what else và Tom sẽ trả lời là I answered calls from lonely people and visited museums with them. Đúng chưa? Tom trả lời là ngoài ra thì bạn ấy còn nghe điện thoại đúng không? Nghe những cuộc điện thoại đến từ những người cô đơn, những người neo đơn, đúng chưa? Những người ở một mình và đi đến viện bảo tàng cùng với cả họ.
đúng chưa? À, thì đấy là tất cả những cái hoạt động ở trong Have Lovely People in 2016, đúng không? Thế bây giờ các bạn hãy tương tự làm cho cô một đoạn hội thoại để nói về cái để nói về chương trình. Để nói về chương trình mà Tom đã làm vào năm 2020 các bạn nhé. Rồi ok, phần này thì các bạn sẽ tự thực hành cùng với cả các bạn trong nhóm của mình nhé. Rồi ok, so this is also the end of our lesson today. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.